Hôm nay Ngọc Phương đến nhà thầy Sang để chúc Tết cho thầy. Ngọc Phương chúc cho thầy sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, ăn khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát đạt. Ngọc Phương xin trình bày trích đoạn được mang tên Sống Mắt Đưa Tình. Lối thương chiều dây đào, 4 năm dứt họ.
dày. Nẻo trần ai ta cùng ai sánh bước, đường dương gian mộng xa thân. Đôi chàng có nghe chân đôi cánh chim kia đang vui hoa chúc mừng ngày hạnh. Kìa rốt ra biến tình yêu, thúc giục ta dìu nhau vào cõi sẽ được trình bày lại. Lê hiếu hay hà
ngày xưa